Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em cái đang ở con đường đi vào nhà A Hầu. Mấy hôm nay thì A Hầu cũng không liên lạc cho em cái mà cũng không biết là A Hầu đi đâu ấy. Thì hôm nay em cái với em Dình sẽ vào xem là A Hầu có ở nhà không nhá. Đấy, bây giờ thì em cái đang vào đây. Đây, trước cửa nhà A Hầu. Thế A Hầu cũng có đầm cái tách ở bên ngoài nhà. Cái tách này trước kia là anh Ngọc cũng đã hỗ trợ cho 8 hộ gia đình đằng sau núi, mỗi hộ gia đình có một cái tách này dự trữ nước ạ. Đây, bây giờ thì trong gia đình A Hầu cũng sử dụng vào cái nước vào cái tách này. A Hầu ơi! A Hầu có nhà không nhỉ? Hả? À, A Hầu bị sao đấy? Hả? Nó một cái là thế là tưởng ra ta là đã đe tắn mất A Hầu này. Bị ốm à? Ôi, mấy hôm nay thì anh cứ tưởng là sao mà em lại không đi làm được cho anh ấy. Sao mà cũng không đi làm thì hôm nay thì anh mới vào đây. Em bị đau đầu hay là bị thế nào? Mỡ chưa? Mỡ tắc hầu nè. Mỡ tắc hầu rồi. Mày ôi chào tí mỡ nè. Thì nằm mỡ mới một khéo nè. Chế tổng ra ta mỡ tắc hầu nè. Thì thật ra chơi một thật ở đỉnh xá nè. À, ý là A Hầu cũng bảo là lúc về anh em mình đi hướng dẫn tập xe cho em dợ xong hình báo là mình sẽ rụt xuống gặp chị gái Linh Sái không để tố A Hầu về. A Hầu sẽ tắm rửa nhưng mà chắc là do thời tiết thay đổi mùa đông đến này thì mình tắm rửa bán nước lạnh người chắc cũng cảm giác là bị sốt đây nhưng mà đầu cũng rất là nóng nhỉ. Ô cu cu nữa mà nó hào chơi tao chị ta hào à vẫn chưa uống thuốc á. Ôi rồi em dậy được không bác sĩ tao tao hả chị ta chịu hả chị ta chịu bác sĩ mà sao tao mình chỉ cho chị mua vô chơi nhá. Đây vì chắc cũng do cái thời tiết thay đổi thì A Hầu cũng bảo là đi gặp chị gái bị sáng ngày tối hôm đấy về thì tắm rửa chắc là bị cảm rồi đây đỏ thế này đè à mua thì đè thì có chữ rồi nóng quá đầu A Hầu nóng chống ngạt đấy bảo không đây bị cảm rồi thì thế em cái nghĩ là bị cảm do là tắm cái nước lạnh ấy thì mình bị cảm thế này thì hư hoa mắt chống mặt ạ. A Hầu cũng bảo là mấy hôm nay cũng không liên lạc được cho em cái mà em cái cũng không liên lạc được A Hầu ấy. Thì em cái cũng tưởng là A Hầu đi đâu nhưng hóa ra là A Hầu cũng đã ốm rồi ạ. À, A Hầu cũng rất là chịu khó cùng anh em mình đi. Thế nó đi âm đồng mỗi chê hư thế nào là chứ mô? Nó mô là dưới có chê tàn dưới đếp chén mô đếp mô rồi. Ý là tắm ở nước lạnh, A Hầu về gội đầu này, đi tắm ở nước lạnh xong thì chắc thời tiết thay đổi rồi. Này, tuần thân A Hầu rất là nóng rồi này. Ơ chị với mà mỗi một tờ nào một cái kia là chị kia kia ô kia thì chỉ sao tôi nó u thì tôi giờ open nó thì chị hồ tay con tiếc giờ on nó thì giờ chị bỏ tôi bỏ hết rồi đó thôi thì chị với cha mới mà học chút gì tao chị tao học à chị tao rồi thế thì tí nữa anh sẽ đi mua thuốc nhé. Chưa uống thuốc đau đầu phải không thuốc cảm cúm vẫn chưa uống phải không chị tao học cho chua mua tao học đấy cho mấy chị à đấy rồi A Hầu thì cũng ở đằng sau núi hôm nay thì em cái vào cũng không biết là A Hầu bị ốm em cái cũng không mua thuốc vì biết là A Hầu bị ốm thế này chắc em cái cũng đi mua thuốc ở cái quầy thuốc ấy để cái thuốc cảm cúm mà bị sốt cho A Hầu thôi. Một người giống như A Hầu mà bị ốm thì nói chung là cũng không có người ấy cùng em cái đi làm cũng trao phần quà của các cô bác cho những hộ gia đình ấy này, thì em cái cũng mong là sức khỏe của A Hầu cũng là đỡ lại. Thế em chuẩn bị đi ra trạm chưa? Ý là xử cho mùa tổ xe anh xùa chỉ ra mùa. Hả? Mình chỉ ra trạm mùa. Ý chỉ ra mùa. Nhất là mà cho mùa hậu xe ra thẻ, lấy thẻ đi nhá. Em cứ trước mắt là mình lấy thẻ đi vào trạm khám chứ không? Không biết là mình cũng bị ốm sốt như thế này là bệnh gì do cũng dịch bệnh rất là phức tạp nhưng mà A Hầu bảo là tắm là nước lạnh thôi chắc cũng không phải là cái dịch bệnh nghiêng nữa. Bệnh này thì thêm cái nghĩ là những chị hơi bị cảm cúm thôi cũng đau đầu tí hoặc là cũng bảo là không có vấn đề gì nào nhưng mà phải đi ra trạm thế thì em cứ nghỉ nhá. Rồi em cứ nằm nghỉ đi. Em nằm nghỉ bây giờ lúc nào và đỡ thì mình sẽ đi làm nhá. Rồi anh em mình sẽ đi làm. Đấy, bây giờ thì do A Hầu cũng là do suy nghĩ rất là nhiều ấy muốn đi gặp chị gái Lý Mỹ Xá thì A Hầu về chịu khó tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng không may cũng bị ốm bị sốt rồi thì A Hầu cũng để cho A Hầu nghỉ nhé. Đây đắp trang lại nhá. Bữa bên không có thể rồng bé là muốn nào lúc nào đỡ thì gọi điện cho anh em mình sẽ đi làm nhưng mà trước mắt thì tí nữa sẽ đi khám nhá. Đi lấy thẻ đi vào trạm đi khám xin thuốc và anh cũng mua thuốc về nhưng mà ý là em phải đi ra trạm khám đó. Đây, chủ yếu hôm nay em cái cũng vào đây nhưng mà người A Hầu cũng đang bị ốm đấy. Đây, nhớ chê à? Nhớ chê. Mà A Hầu nữ sĩ nhớ là tàu hơn tàu liền nhà đấy à?
lúc đó tối hôm đấy thì ao về tắm rửa bằng nước lạnh. À, thì cả giáp bị ốm đau, hay đau đầu, sau toàn thân cũng bị sốt lên này. Đấy. À, không hiểu quá chị à? Quá chị thì dùng đặt xe, thì đã lọt xe tôi một xe. À, đang đu cái chậu nước xô này, đang chuẩn bị làm cái dai vảy lanh tráng ấy. À, vì bà con thường thì cũng đu vào cái nước xô, cái chậu to này mình nấu qua cho chín xong rồi ấp. À, mình ủ ấy, ủ lên. À, trong 3 ngày sau thì mới lấy đi giặt, làm rất là nhiều lần. Cái công đoạn của bà con làm cái dai vảy lanh này rất là phức tạp. Thế thì nếu mà A Hầu cũng bị ốm thế này thì chú cũng cố gắng để xem A Hầu nhá. Để mình tí nữa sẽ lấy đưa A Hầu đi ra trạm để đi khám, xong mua thuốc. Chịu khó là xem A Hầu, xong mấy hôm A Hầu đỡ thì A Hầu sẽ bảo A Hầu lên công cháu cũng đi làm nhá. Ừ, rất là xin. Nếu như mà sau các bên nông chỉ có rau mình chỉ mà dù chua nó phủ là mà đâu tôi biết là muốn khơi được ổn định mà nhá thì lòng nó sủa đấy nhá. Bây giờ thì em cái cũng đi sửa qua thế nó mỏ rồi đó bên nó sủa nó rồi đây cái hoàn cảnh gia đình của A Hầu thì vẫn giống như cái hoàn cảnh của bà con thôi, rất là khó khăn. Toàn là ai mình mẹ với cành rau cải đây, mấy cái đồ dùng trong gia đình cá nhân của A Hầu chỉ có như thế thôi nhá. Điều hôm nay thì em cái cũng đi xem lại con vật nuôi. Chí đi cho chí đi. Chí cho chú à? Dạ. Đi cũng khá lâu ấy, em cái cũng không vào đây, nhưng mà tiện vào đây tham lại cái con vật nuôi của A Hầu ạ. Đây, trên gà cái chuồn bò của A Hầu thì một gà đóng củ trên gác này. Để rất là khép kín luôn ạ. Đây. Đúng không? Cái chuồn dê của bố mẹ A Hầu đây này. Làm rất là đảm bảo nhá. Nói chung là cái chuồn này khép kín luôn. Gió lùa không bao giờ vào đây. Sẽ sửa ấm cho cái con vật lùa đây này. Một cái chuồn như thế này thì theo cái nghĩ là dù mùa đông đến hay lạnh thì nó cũng thể đảm bảo được cái con vật lùa, tránh cái con vật bị ốm đau ấy. Nhớ cho tao xía cho một nồi lò đó. Cho tao xía tù nhá. Cho tao xía tù xáy rồi ấy của con cha phải không? Dưới thế tao là phúi tù chia rồi mà dù tao xía tù. Hai vợ chồng hôm nay bỏ đâu à? Bỏ cái gì? Bỏ nhớ bỏ chơi. Hả? Em bó cũng đang ở nhà, tiện thể hôm nay em cái vào đây xong đi tham tình hình sức khỏe của gia đình em bó nữa. Em bó là em trai của A Hầu. Đấy. Vì cũng khá lâu rồi. Em cái sẽ lên trên này. Đây, bây giờ thì em cái thấy trước cửa gia đình em bó cũng rất là chịu khó. Ê, chơi em. Ừ, chơi đó. Chơi là tầng đó này hả? Tại hả? Có không tôi nói thế tao ạ, trao này. À, đây, mùa đông đến thì bà con nhà nào hầu như em cái đi cũng đã dự trữ cái phần củ ấy. Mà đi vào nhà nào thì cũng đã chuẩn bị có một cái đống củ rất là nhiều. Cho tao đi mà tao cho nhưng mà chỉ phúc mình dạo gan tái cũng đi nhá. Chỉ phúc gan mà, trên cái dạo lúc mà trên chai tí em dạo rền tái nhưng mà thảo cú rồi là la đấy. Sao không? Nhá. Sợ nhất là lửa thôi, trẻ con cái nhà lá danh giống như em bó này. Ví dụ mà có con cháu nào nhỏ ấy, chân một phát lửa thì có khi là cái nhà không thể cứu được rồi. Trong một cái lò. Đấy, cũng khá lâu rồi, em tái mới tiện vào đây. Nóng nhìn quá chị đó. Nóng nhìn á? Nhớ chế cả. Nhớ chế nó. Đấy, cái phần bên xung quanh căn nhà của em bó thì nó chỉ sống như thế thôi. Quý vị ạ, em cái cũng vào chia sẻ cũng khá nhiều lần rồi. Anh Ngọc cũng chia sẻ cũng khá nhiều. Cái này cái làm cái gì? Nóng nhìn quá chị à? Con cần nóng. Đừng nói chị. Đừng nói ư. Đây em phó cũng thiết kế cái này đi bẫy chim không? Quán này đó. Đúng rồi. Khéo tay nhờ, được. Đấy, chưa, lông chỉ đông. Quán này làm gì nhờ? Được, đây. Đây này chắc là em phó cũng hay thường xuyên rồng hay sao nhỉ? Cái tay này coi như là rất là ấy rồi. Mịn mà coi như cần. Em cái cảm giác là cái này cũng tối nào cũng đi làm. Thật thế không? Thích kiếm một phim bụng lãi rồi. Anh chuẩn bị đồ tết xong mình nhỏ tết xong. Mà chỉ có tiết đồ ăn chứ đây này, đây được. Các này cũng bấy chín coi như là bấy con chín vào lúc ban đêm này. Bây giờ thì em cái cũng tiện vào đây. Nó mở gì đâu? Nó sủi đâu? Tao nọ này. Chỉ nó sủi mua chín nọ chỉ à? Chỉ mua chín nọ. Hả? Nó mở đen thế nào? Con này mình nhiều mua chỉ à? Con này mua đã lẩu đó. Mua đã lẩu. Đây. À, nấu nồi cháo rồi. Đây chắc có con nhỏ thì mình nấu cháo đây. Bây giờ em cái vào đây xem. Ồ, vẫn mì mén thôi ạ. Đấy, vì hoàn cảnh của bà con thì vẫn mì mén. Chủ yếu là cái phần mì mén là phần chính trong gia đình.
thế đánh đồng này này à chỉ mua thu chỉ nôm đây là mua thu chỉ kho à nay mua tơ sen mà nay nó tả rồi chua này chua nào đây chua chua nay thằng nay bỏ chua à để gạo à trước anh em mình vào mình mua vẫn còn ạ thì chắc là em bỏ tiết kiệm không có hai đứa cháu thì mình tiết kiệm cho hai đứa cháu này chắc là hai người hai vợ chồng em bỏ thì ăn mì mén cho cơm thì để dành cho hai cháu. Đấy, cái hoàn cảnh của gia đình em Pó thì em cánh vào đấy chia sẻ cũng khá nhiều, mà anh Ngọc cũng vào chia sẻ. Phần bên trên thì cũng là lập máy danh, xung quanh thì cũng đan về cái cây cỏ vo, cái cây xung quanh thợ. Cái hoàn cảnh của cái gia đình với em Pó thì nói chung là rất là vất vả, vì bà con ở vùng sau vùng xa ấy, cái đi làm ăn coi như đi kiếm cái đồng tiền cũng rất là khổ. Vì cái video trước ấy, anh Ngọc với em cái vào trao đổi với hai bố con em Pó thì cũng nghe là đi vào đấy làm được 3 tháng trời, nhưng mà về chỉ có tầm 4 triệu bạc thôi. Nói chung là mình cũng là người vùng cao ấy, không biết tiếng, đi ở dưới xuôn thì cũng bị người ta lừa cái này cái nọ, mà nói chung là mình cũng không biết tiếng thì đi làm ăn ở dưới thì rất là khó. Khi kiếm về đồng tiền về giúp đỡ trong gia đình ấy, rất là vất vả. Cũng do một phần là mình cũng không biết cái tiền nó này, mà đi kiếm đồng tiền thì toàn là bóc vác thôi, công việc nặng nhọc, nhưng mà tiền lại không đâu vào đâu. Cái hoàn cảnh giống như là em Pó này thì em cái cũng thấy là bà con thì em cái đi nhiều lần nhiều đối với nhiều trường hợp rồi, cũng có nhiều rồi, nhưng mà em thấy tụi đi cho mình vô sân nhớ rồi quá nhớ rồi gia đình nhớ rồi gia đình nhớ rồi gia đình các con các cháu của gia đình em Pó vẫn mạnh khỏe. Mùa đông cũng đến rồi, gia đình em chuẩn bị làm nưa chưa? Mùa tết chỉ đâu mùa tết chỉ đâu uốn đó chỉ đâu không tổng tới không men đó. Bây giờ gia đình em Pó cũng đây là mùa đông đến, nhưng mà cũng gần đến tết rồi, cũng chưa làm nương, đang chuẩn bị thôi. Đệ chủ yếu hôm nay em cái cũng vào thang họ lại A Hồng ấy, thì cũng Hồng cũng lại bị úm này. Đấy ạ, bây giờ thì em cái cũng vào đây. Cái hoàn cảnh gia đình của em Pó nhá, mùa đông đến thì sợ gió lùa vào đấy, cũng lấy cái tấm bạt quay đây, tránh cái gió lùa vào nhà mà rất là rét đậm rất hại trong gia đình. Hôm nay thì chủ yếu là em cái cũng vào đây để xem họ A Hồng, là cũng mấy hôm nay cũng không đi làm được em cái, để anh em mình đi làm, nhưng là cũng bị úm ấy. Thì em cái họ là lý do về làm sao mà lại úm. A Hồng cũng bảo là A Hồng về chịu khó tắm rửa, cũng quá nóng lòng ấy, tắm rửa xong sớm được đi gặt chị gái Lâm Xá, thì sáng hôm sau thì cũng bị bệnh ốm luôn. Em thêm cái nghĩ là do A Hồng cũng muốn đi gặt chị gái Lâm Xá, chịu khó tắm rửa sạch sẽ, lúc mình muốn đi ra ngoài coi như gặt người yêu hoặc đi ra ngoài thì cũng chịu khó tắm rửa, nhưng mà cũng không may mùa đông đến lại tắm được cái nước lạnh ấy, thì bị ốm rồi. Thì A Hồng bị mấy hôm nay không đi cùng em cái đi làm. Em cái mới thấy gia đình bố mẹ A Hồng cũng đã lấy cái phần cây tre về đang xung quanh ạ. Để xung quanh cái căn nhà làm như thế này thì thêm cái nghĩ là cũng bảo vệ vào lúc ban đêm, hoặc là tránh cái con vật lua hoặc trẻ con ấy lang vào xuống cái tản ly này ạ. Để làm được như một cái gì như thế này cũng rất là an toàn, sợ các cháu nhỏ chơi ở đây không may cũng phải làm xuống vào cái tản ly này cũng rất là cao đấy. Quanh xung quanh đây. Giờ thì em tái cũng xin để đi xuống đây. Hỏi A Hầu thế nào. Bây giờ thì cả cái đấy. Thế A Hầu ơi, ăn cơm chưa? Ô này, nó cháu ăn hay là ăn thế nào? Hả? Nó là quá chín rồi. Tái quả đỉnh lái. Quả đỉnh là hầu nữa rồi. Đấy. Thế bố mẹ A Hầu vừa nấu cháo cho ăn Hầu ăn thôi. Chắc em chịu khó nhá, chịu khó ăn uống xong lấy lại tinh thần, lấy sức khỏe vào. Để mấy hôm nữa mình đỡ hay không? Thì dịch giá nó coi như không có dịch nữa thì anh em mình sẽ xuống đi gặp chị gái Lâm Xá, phải không? Chắc là do em nóng lòng quá nên tắm rửa xong bị ốm thôi phải không? Thế ấy là CP gì thằng đó sao thì vô mù tại trong mà vô đá đeo xì thế tí đều đá đeo gì à? À mình chỉ tí đi, mình tí chỉ môi nhá. Đá đây thì lên má bao tiền chỉ phủ phải không? Nếu mà tức là dù cú cúi kia là bắt đá cái đấy thì mà thằng thì chúng ta phủ mót rồi. Chị tao nó. Chị tao à? Đấy. Do chị gái do A Hồng cũng một phần là lúc cũng về chắc tối là không đu nước nóng để đấy, mình pha nước nguội này để tắm này sự ấm, nhưng mà lại tắm bằng nước lạnh quá thì cái tắm giống như A Hồng thì em cái cũng bị rồi, bị một hai lần vì lúc mình vô và vàng ấy. Coi như mình không đun nước sôi để tắm mà cứ tắm nước lạnh thì cũng bị cảm. Thế thì chịu khó lấy lại tinh thần nhá. Chịu khó ăn uống và lúc nào đỡ thì gọi sang chú nhà anh em mình đi làm. Tiếp tục đi làm hỗ trợ bà con coi như trao cái phần quà không? Để cho bà con.
À, sau này mình dịch giá đỡ thì anh em mình xuống đi gặp chị gái Linh Mỹ Xá. Em phải lấy lại tinh thần nhá. Em mà bị ốm như thế này thì anh cũng không yên tâm nữa. Đấy, thế thì em ở đây tí nữa bảo bố chạy sang đi gọi Noa đưa em đi ra trạm đi khám phải không? Nhá. Để đi khám điều trị coi như là mình bị uống thế nào thì mình có lấy thuốc để điều trị nhá. Bảo Noa nhá. Anh thì bây giờ thì anh lại có chút công việc bận, anh không rảnh, nếu mà anh rảnh thì anh cũng đưa em đi một lúc được rồi. Đấy nhá. Có hành chi ơi. Bắt sau chỉ là một tí xanh là một cái thẻ đấy nhá. Lấy cái thẻ đi nữa. Lấy cái thẻ này, lấy thẻ căn cước này, mình cũng đi vào chặn người ta khác cái khám cho mình đâu. Trước mắt thì cố gắng để em cố gắng lấy lại tinh thần vì A Hầu, nói chung A Hầu cũng bị ốm thì em cái cũng cảm giác là em cái một mình ấy đi hoặc là không em gì cũng được, nhưng mà hai người anh em mình đi cũng không cho cái phần quà của các cô bác gửi đến, một mình em cái đi không thể vắt hết được, mà nói chung cũng không có A Hầu đi theo ấy, em cái cũng cảm giác cũng rất là buồn. Em cái cũng mong muốn là tên của anh em mình mong là có một cái sức khỏe giàu giàu ấy để đi cho cái phần quà của các cô bác cho những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chắc có lẽ bây giờ thì em cái cũng vào đây bất ngờ gặp A Hầu cũng đang bị ốm thì chắc cho A Hầu cũng bị A Hầu nghỉ mấy hôm, lúc nào đỡ thì A Hầu khỏ thì chắc sẽ tiếp tục cùng em cái để đi cho cái phần quà của các cô bác ạ. Bây giờ chắc có lẽ thì em cái cũng xin dừng cái video tại đây, xin hẹn quý vị khán giả ở cái video tiếp theo.